Hi, lại là bác chuột đây. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong series dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi. Chúng ta đã nói rất là nhiều thứ về chuyện con ăn uống như thế nào, rồi sức khỏe là làm sao. Tuy nhiên có một cái điều mà các bố mẹ cũng cực kỳ quan tâm trong thời đại ngày nay, đó là ngoài cái chuyện là con tăng bao nhiêu cân, cao bao nhiêu, thì không biết là con mình có phát triển bình thường hay không. Thì rõ ràng đó là một cái gọi là cái lo lắng rất là cần thiết, cũng như là một cái điều mà bác nghĩ rằng là cũng rất quan trọng. Bởi vì rõ ràng một đứa trẻ nó phát triển toàn diện, chúng ta không chỉ đánh giá ở cái chuyện là con của chúng ta nó chỉ phát triển thể chất như thế nào, mà rõ ràng là về vận động ra làm sao và về cái cảm xúc của trẻ như thế nào. Vậy thì rõ ràng là chúng ta phải biết được là vậy thì đối với một đứa trẻ dưới 6 tháng tuổi thì các mốc phát triển của con như thế nào. Và đó cũng là lý do tại sao mà mặc dù là hôm nay là bác á, là mình là một người làm về ngành y, mà các bạn của mình, các bạn trong ekip của mình đã chọn cho mình một cái background nhìn rất là nghệ thuật, là bởi vì á, là các bạn cũng có chú ý rằng là một đứa trẻ nó phát triển không chỉ là về mặt thể chất đâu, mà cái điều phát triển về mặt tinh thần hay là còn gọi là cảm xúc là một cái điều rất là quan trọng để đứa trẻ nó lớn lên sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy mình là một cái con người mà nó phát triển toàn diện. Có nghĩa là cả về thể chất vừa cường tráng và còn tinh thần thì rất là yêu đời và rất là phấn chấn, đúng không ạ? Do đó là chủ đề ngày hôm nay là chủ đề là các cột mốc phát triển của trẻ dưới 6 tháng tuổi. Vậy thì để mà chúng ta có thể đánh giá được những cái cột mốc phát triển của con thì thường thì tất cả các bác sĩ nhi sẽ đánh giá con ở ba cái yếu tố. Đầu tiên là yếu tố về mặt xã hội hay là về mặt xúc cảm. Thứ hai đó là về mặt ngôn ngữ hay là giao tiếp của con. Và cái thứ ba nữa đó là những cái vận động. Thì trong những cái vận động đó thì chúng ta có những vận động tinh hay còn gọi là những vận động tinh tế, là những vận động của sử dụng những đôi bàn tay, và những vận động thô thì là những cái vận động của những cái cơ lớn. Tuy nhiên là để cho tất cả các bố mẹ phải đừng có những cái hiểu lầm, chúng ta luôn luôn có một cái khoảng để mà chúng ta xác định rằng là ở cái khoảng đó thì con có thể bắt đầu có những cái vận động như vậy. Ví dụ như là chúng ta nói rằng là con có thể là sẽ trường được ở bắt đầu từ khoảng 4 tháng, 5 tháng, nhưng mà có thể là 6 tháng, 7 tháng, chứ không có nhất thiết là ở phải ngay ở thời đầu tiên của cột mốc. Do đó rằng là chúng ta phải lấy một cái khoảng thời gian để biết rằng là cái vận động đó có bình thường hay không. 90% các trẻ sẽ đạt được cái cột mốc này. Do đó là nếu như mà chúng ta thấy rằng con của chúng ta đã đạt được những cái cột mốc như thế này thì rõ ràng là con của chúng ta nằm trong 90% các trẻ bình thường. Còn nếu như không may con của chúng ta nằm ở 10% còn lại, có nghĩa là con không đạt được cái cột mốc này ở cái thời điểm này, thì các mẹ cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chúng ta cần phải theo dõi con thêm một thời gian nữa, rồi từ đó chúng ta mới biết thực sự là con của chúng ta có bị chậm cái cột mốc phát triển hay không nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mặt xã hội hay là xúc cảm, thì chúng ta sẽ có ba ý. Đầu tiên là sự chú ý. Vậy thì cái sự chú ý này chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là khi cho con nằm ngửa và chúng ta quan sát con, nhìn con, thì con cũng sẽ tỏ ra là quan sát bằng mắt với mình. Thì 90% trẻ sẽ đạt được cái điều này khi mà trẻ được 1 tháng tuổi. Cái ý thứ hai đó là tự cười. Khi mà chúng ta trò chuyện cùng với con, chúng ta chơi với con thì con đã có thể cười với chúng ta ha. Thì cái này cũng 90% trẻ là sẽ đạt được khi mà trẻ được 1 tháng. Còn khi mà trẻ có nghĩa là tỏ ra thích thú cử động tay chân khi mà thấy trò chuyện cười với chúng ta, hoặc là có một cái đồ chơi mới, có nghĩa là thích thú với đồ chơi, thì 90% trẻ sẽ đạt được ở cột mốc là 5 tháng rưỡi. Như vậy có nghĩa là đối với trẻ dưới 6 tháng, chúng ta thấy rằng cái sự về mặt là chú ý, tự cười hay thích thú với đồ chơi nó sẽ có thể bắt đầu có được từ khi trẻ 1 tháng, và nó đến 5 tháng rưỡi là trẻ mới bắt đầu có sự thích thú với đồ chơi. Nếu như con của chúng ta làm được những điều này, có nghĩa là 90% con của chúng ta nằm trong 90% của những đứa trẻ bình thường khác. Chúng ta sẽ bước sang mục số 2, đó là về ngôn ngữ hay là về khả năng giao tiếp. Đây là một sự chuyển biến của 4 yếu tố. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là trẻ sẽ đáp ứng với tiếng chuông, rồi sau đó là sẽ phát âm, rồi sau đó sẽ cười, và tiếp theo nữa là sẽ đáp ứng với những âm thanh.
Thì đầu tiên đó là đáp ứng với tiếng chuông, là khi mà trẻ đang chơi mà sẽ có một cái gọi là khi mà có phát ra một cái âm thanh từ tiếng chuông thì trẻ sẽ đáp ứng lại bằng cách là trẻ sẽ đảo mắt nè, có nghĩa là thay đổi vị trí của mắt, hoặc là trẻ sẽ có những cái cử động hoặc là những cái tiếng thở để giống như là báo hiệu cho chúng ta biết rằng là trẻ đang đáp ứng với cái âm thanh của tiếng chuông đó. Thì cái điều này á thì trẻ sẽ đạt được khi mà trẻ được 1 tháng rưỡi. Còn để mà trẻ có thể phát ra những cái từ đơn âm như là a, e, rồi trẻ nói rất là đơn giản thôi thì phải đến 2 tháng rưỡi thì các trẻ mới có được những cái điều này. Và đến khoảng tầm 4 tháng rưỡi thì các bạn thấy rằng là con của chúng ta tự nhiên là nó cười một mình, không có cần là phải có sự quan sát hoặc là sự giao tiếp gì với mình mà thỉnh thoảng cười một mình. Ví dụ như mình mà cười một mình là cũng hơi có vấn đề đó, nhưng mà đối với con á thì ở khoảng tầm 4 tháng rưỡi mà con cười được một mình là một cái điều rất là cột mốc, rất là bình thường nha. Còn đến tầm 7 tháng rưỡi thì lúc này con mới bắt đầu có những đáp ứng với âm thanh rất là rõ rệt. Ví dụ như là chúng ta để một cái lục lạc phát ra âm thanh nó khoảng đâu đó ở trong tầm 20cm ở đằng sau tai của con, thì con sẽ đáp ứng lại bằng cách là nó sẽ xoay về cái vị trí mà cái âm thanh nó phát ra. Vậy thì rõ ràng là không phải là ở thời gian đầu các bố mẹ sẽ rất là lo lắng, tại sao mà ủa sao mà em cảm giác giống như con em nó không có nghe được em nói. Thì không phải như vậy đâu, thật ra là con có thể là có nghe được, nhưng mà cái việc mà nó đáp ứng để mà có thể mà hoàn chỉnh rõ ràng nhất thì nhiều khi nó phải đến mức là 7 tháng rưỡi nha. Đó là những cái điều mà các bố mẹ cần phải đánh giá và chú ý về mặt ngôn ngữ cũng như là về mặt giao tiếp của con. Rồi tiếp theo sau đây là chúng ta sẽ đến với cái mục là vận động. Thì đầu tiên là những vận động tinh hay là những vận động gọi là tinh tế đó, thì là những cái vận động của đôi mắt nè, vận động của đôi bàn tay. Thì chúng ta sẽ có 6 mục. Điểm đầu tiên là chúng ta sẽ có là nhìn từ một bên tới đường giữa. Điều này sẽ đạt được khi con mình được 1 tháng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta để một cái đồ vật gần tầm mắt của trẻ. Nhưng các bạn nhớ là trong độ tuổi này thì chúng ta nên chọn những cái vật dụng mà nó hơi to và nó có màu trắng đen nhá. Thì nó sẽ dễ hơn trong cái việc mà chúng ta đánh giá. Thì chúng ta sẽ đưa từ một bên này sang tới đường giữa. Thì thường là trẻ sẽ có thể di chuyển được từ một bên sang tới đường giữa như thế này, ở cột mốc là 1 tháng. Rồi nhìn từ một bên sang đường giữa này, rồi sang bên đối diện, thì cái này nó sẽ đạt được khi con của chúng ta tầm khoảng 2 tháng rưỡi. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy, nhưng mà cái đáp ứng của con nó sẽ sao ạ? Nếu mà bạn đưa chậm thì con sẽ đáp ứng được, nhưng nếu mà mình muốn đưa kiểu mà nhanh rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái sự di chuyển của đôi mắt nó linh hoạt hơn, thì cái điều này nó chỉ đạt được khi mà trẻ được 4 tháng rưỡi mà thôi. Rồi cái thứ ba đó là gì? Chạm đôi bàn tay. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là trẻ bắt đầu có những cái chạm vào đôi bàn tay vào đường giữa như thế này, là cái này nó sẽ đạt được khi mà trẻ khoảng 3 tháng rưỡi, các bạn nhớ nha. Đến điểm thứ tư có nghĩa là khi mà chúng ta đưa cái lục lạc đến tay của trẻ thì trẻ có thể chạm thấy cái lục lạc, thì cái này trẻ sẽ làm được khi mà trẻ ở tầm khoảng 4 tháng tuổi. Điểm thứ năm đó là gì? Đó là nó sẽ là những cái quả nho khô, có nghĩa là trẻ sẽ chú ý đến những cái quả nhỏ, có nghĩa là những cái vật nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu thì trẻ cũng có thể chạm được vào những cái quả nho đó, thì cái này sẽ đạt được, có nghĩa là trẻ giữ được những cái vật nhỏ như vậy thì trong tầm khoảng là trẻ được 5 tháng rưỡi. Và đến khi mà trẻ được 6 tháng thì khi mà ta đưa những cái đồ vật ở trước tầm mắt của trẻ thì trẻ thường là sẽ với tay lấy được, có nghĩa là sẽ cầm nắm đồ vật được. Ở thời điểm này khi mà trẻ cầm nắm đồ vật được tốt như vậy, và đó cũng là lý do tại sao mà khi mà trẻ được 6 tháng tuổi thì chúng ta bắt đầu sẽ tập ăn dặm cho trẻ. Đó là lý do là trẻ đã thuần thục hơn của đôi bàn tay của mình. Có nghĩa là trẻ có thể cầm nắm tốt hơn, có thể đưa tay vào miệng. Đó, như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái vận động tinh tế của con nó cũng chuyển biến theo thời gian ha. Và các bố mẹ có thể mình sẽ đánh giá con từng mốc một để biết rằng là con của chúng ta đang ở cái cột mốc bình thường. Tiếp theo của chúng ta là sẽ đến những cái vận động thô hay là những vận động của những cái cơ lớn. Thì để đánh giá chúng ta sẽ có 7 cái để chúng ta có thể đánh giá trong cái giai đoạn dưới 6 tháng tuổi. Đầu tiên ở thời điểm 1 tháng thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có 2 hiện tượng, đó là vận động tương đương hay là nâng đầu. Có nghĩa là vận động tương đương có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta cho trẻ nằm ngửa ra thì chúng ta thấy là trẻ có thể cử động tay và chân như nhau ha. Và đó là ở thời điểm 1 tháng. Và cũng ở thời điểm này thì khi mà mình cho con nằm sấp thì chúng ta thấy là trẻ đã bắt đầu có thể ngửa cổ lên được rồi. Thì đó là ở giai đoạn 1 tháng chúng ta sẽ có những 2 hoạt động như vậy. Cái hoạt động mà khi mà trẻ nằm sấp, trẻ nâng đầu lên được tầm khoảng là 45 độ thì nó sẽ đạt được khi mà trẻ ở khoảng 3 tháng tuổi.
ở cột mốc 5 tháng thì chúng ta sẽ thấy được 3 cử động về vận động thô. Thứ nhất là khi cho trẻ nằm sấp thì lúc này cái ngửa cổ của trẻ có thể lên tới góc là 90 độ. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy rằng là trẻ lúc này có thể lật được rồi. Có nghĩa là chúng ta thấy trẻ lăn từ bụng sang lưng hoặc là ngược lại lăn từ lưng sang bụng thì đó là hiện tượng lật. Và cuối cùng thì ở thời điểm 5 tháng này thì trẻ đã bắt đầu có thể ngồi vững rồi. Có nghĩa là khi mà cho trẻ ngồi thì trẻ ngồi giữa cổ rất là vững và không bị lắc lư là ở thời điểm 5 tháng. Còn khi mà trẻ được 6 tháng thì chúng ta thấy rằng là ở thời điểm 6 tháng này khi mà chúng ta nâng nhẹ hai cánh tay của trẻ lên và trẻ sẽ có thể đứng chạm sàn được trong vòng vài giây thì đó là những cái vận động thô mà trẻ có thể đạt được. Thì nãy giờ chúng ta đã đi qua những cái cột mốc để chúng ta có thể đánh giá con của mình có phải là bình thường hay không. Và bây giờ thì bác Tưởng sẽ đưa ra 10 dấu hiệu cảnh báo. Và nếu như con mình không làm được những dấu hiệu này thì rõ ràng việc mà các bố mẹ cần phải làm đó là đưa con đến gặp bác sĩ để có thể đánh giá một cách kỹ lưỡng hơn nha. Đầu tiên đó là con không có tình cảm với người chăm sóc mình. Mặc dù chúng ta đã chơi cùng con, trò chuyện cùng con, đã tỏ ra rất là yêu thương, nhưng con không có một cái phản ứng gì về mặt cảm xúc với mình cả. Thì đây là một dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai đó là con không tự cười hoặc không tạo ra được những cái âm thanh như là tiếng hú. Mặc dù là chúng ta đã cười với con, đã trò chuyện cùng với con, nhưng con cũng không cười lại với mình, hoặc là thậm chí con cũng không tự cười một mình, thì đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo. Tiếp theo có nghĩa là khi mà chúng ta đưa một cái đồ vật thì con sẽ không nhìn theo cái đồ vật đang di chuyển. Thì như hồi nãy mình cũng có phân tích thì rõ ràng là cái khi chúng ta đưa đồ vật gần trước tầm mắt của con thì con sẽ có thể di chuyển, và cái sự nhìn theo cái đồ vật di chuyển đó nó càng ngày nó sẽ càng linh hoạt hơn ở lúc con được 4 tháng rưỡi. Vậy thì nếu mà 6 tháng rồi mà con không làm được điều này thì đây là một dấu hiệu cảnh báo. Cái thứ tư đó là con không có phản ứng lại gì với những âm thanh xung quanh con cả. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là đúng là những cái âm thanh có thể là con phản ứng nó chưa có một cách rõ ràng, bằng có thể con chỉ là giật mình, con chỉ là thay đổi về cử động hoặc là tiếng thở, rồi sau đó dần dần con mới có thể đi xoay đi để tìm coi cái âm thanh đó nó phát ra từ đâu. Nhưng mà nếu đây đối với đứa trẻ 6 tháng mà khi mà có một âm thanh như vậy phát ra mà con hoàn toàn không có phản ứng lại thì rõ ràng đây là một dấu hiệu mà các bố mẹ cần phải lưu ý. Điểm thứ năm đó là con không đưa tay cầm đồ vật để mà đưa vào miệng. Tại vì đây là một cái phản xạ gần như là ở trẻ dưới 6 tháng. Trẻ bắt đầu đến 6 tháng là trẻ nào cũng đã làm được để mà trẻ bắt đầu vào cái giai đoạn ăn dặm. Và nếu như chúng ta thấy rằng rõ ràng con của chúng ta không làm được điều này thì chúng ta cũng nên cần đi tư vấn gặp bác sĩ. Tiếp theo đó là trẻ không giữ được đầu mình một cách chắc chắn. Như chúng ta biết á, thì đối với một đứa trẻ, cái việc mà nó ngẩng đầu lên khi mà nó nằm sấp là nó đã bắt đầu có thể có được khi mà nó bắt đầu 1 tháng tuổi. Và cái điều đó nó sẽ càng ngày nó nâng càng cao hơn. Ví dụ như đến tầm 3 tháng rưỡi thì nó sẽ nâng được khoảng 45 độ. Rồi đến lúc con 4 tháng thì có thể, 5 tháng thì có thể nâng được 90 độ, đúng không ạ? Vậy thì, và đến tầm 6 tháng là con đã có thể ngồi vững và giữ đầu rất là chắc rồi. Do đó cái việc mà giữ đầu, có nghĩa là cái cơ cổ của con nó phải vững vàng và nó phải chắc ở khoảng 6 tháng tuổi. Nếu như con mình không có cái điều này thì là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Tiếp theo là cái sự phát ra âm thanh. Rõ ràng là con lúc này phải phát ra được những từ đơn âm, ví dụ như là A, E, U. Mà con còn cảm thấy rất là thích thú khi con phát ra âm thanh đó. Nếu như mà chúng ta không thấy con mình có những cái phát ra âm thanh như vậy thì cũng cần đưa con đi khám. Tiếp theo nữa đó là cái việc mà con không lật được, có nghĩa là con không có lăn mình qua lăn mình lại được thì cũng là một dấu hiệu cảnh báo. Tiếp theo đó là các cái khối cơ của con nó căng cứng quá mức mà mình cảm thấy nó rất là giống như gồng cứng người đó. Rồi những cái khối thịt, khối cơ của con rất là cứng thì nó cũng là một dấu hiệu mà nguy hiểm. Hoặc là thậm chí hay ngược lại là nó quá mềm, giống như là cái trương lực cơ của con nó cứ mềm nhũn ra mà mình cảm giác giống như là một cái con búp bê nó bằng vải vậy đó, sờ vào nó không có một cái sự cứng cáp. Đó là 10 dấu hiệu cảnh báo mà khi trẻ có 6 tháng mà chúng ta đánh giá, chúng ta thấy rằng là trẻ không đạt được những cái mốc như vậy thì rõ ràng là đó là những dấu hiệu mà chúng ta bắt buộc phải cho con được gặp bác sĩ. Hồi nãy á thì chúng ta đã nói đến 10 dấu hiệu cảnh báo, còn bây giờ là 10 việc mà chúng ta nên làm ở trong cái lứa tuổi này để giúp cho chúng con của chúng ta có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Đầu tiên là về cái việc vận động, thì chúng ta đã từng nói đó là việc tummy time, đó là thời gian nằm sấp. Thì cái này đã rất là, bác Thượng đã dành nguyên một cái vlog đã nói rất là rõ, các bạn có thể xem lại để biết rằng là chúng ta sẽ thực hiện tummy time như thế nào và thời điểm ra làm sao nha.
Tiếp theo là việc mà chúng ta cố gắng làm sao để giúp cho trẻ có thể sử dụng đôi bàn tay của mình và có thể với lấy những đồ vật. Thì việc mà các bố mẹ cần làm đó là nên để những cái đồ vật trước mặt con. Đầu tiên là chúng ta để một khoảng cách rất là gần thôi để con có thể nhận dạng được. Rồi sau đó thì chúng ta có thể để xa xa ra để con có thể với lấy những cái đồ vật đó. Thì đó là việc mà chúng ta có thể làm. Tiếp theo nữa, để giúp cho con có thể vận động tốt thì cách mà chúng ta hay làm đó là chúng ta giữ hai cái bàn tay của trẻ để cho trẻ có thể đứng trong vài vòng vài giây. Và trong cái khoảng thời gian này chúng ta hãy trò chuyện cùng với trẻ, hãy hát cùng với trẻ để vừa có thể giúp cho trẻ phát triển bề mặt vận động mà cũng một phần nào giúp cho trẻ cảm thấy vui vẻ hơn trong những lần mà tập thể dục như vậy. Tiếp theo, cái điều mà tất cả các bố mẹ nên làm cho con đó là đọc sách nè, đọc truyện tranh nè và hát cùng con nha. Tại vì những cái việc làm này không những là giúp phát triển về mặt nhận thức, ngôn ngữ mà cũng giúp cho con cảm thấy vui vẻ hơn trong 6 tháng đầu đời. Còn ví dụ như là khi mà cùng con xem truyện hoặc là xem tranh á, thì chúng ta cũng nên nhớ là trong thời điểm này thì con rất là đơn giản, chỉ màu sắc là trắng đen thôi. Rồi khi các con lớn dần lên thì chúng ta sẽ đa dạng màu sắc hơn nha. Thêm một trò chơi nữa mà các bố mẹ có thể chơi cùng con, rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc kích thích phát triển trí não của con cũng như là sự nhận diện, đó là chơi ú òa. Chúng ta có thể chơi ú òa bằng đôi bàn tay của mình. Ú òa dễ thương các bạn. Cũng không dễ thương lắm nha, tại vì mình cũng già rồi chứ không phải là mình mới 6 tháng. Thêm một cái điều động tác nữa đó là chúng ta nên đặt một cái gương thật là an toàn trong nôi của con. Cái việc mà con nhìn mình ở trong gương đó là một cái cách nói là con đang tự sướng, nhưng mà nó cũng là một cách để giúp con nhận diện được bản thân hoặc là nhận diện những người thân của mình. Thêm một điều nữa đó là ở lứa tuổi này chúng ta đã nên bắt đầu dần dần hình thành cho con một cái lịch sinh hoạt rất là cụ thể. Nói ví dụ như là chúng ta nên cho con biết được phân biệt vào ngày và đêm. Làm bằng cách nào, ví dụ như là những hoạt động vào ban đêm thì chúng ta nên làm trong một cái việc rất là nhẹ nhàng thôi ha. Rồi dần dần khi mà con lớn dần lên khoảng tầm là khoảng 4 tháng tuổi thì chúng ta nên cho trẻ có một cái lịch sinh hoạt cố định để trẻ dần dần sinh hoạt với một cái kỷ luật tốt hơn. Cái thứ 8 đó là gì? Đó là phải tỏ ra hào hứng và thích thú khi mà trẻ phát ra âm thanh, giống như một cái nguồn động viên cho trẻ rằng là con nên làm cái điều đó đi. Và ở cái lứa tuổi này có một điều cực kỳ đặc biệt đó là gì? Nếu như bạn nhái lại cái âm thanh của trẻ phát ra thì trẻ rất là thích thú luôn, cảm thấy rất là vui. Đó là cái điều mà mình cố gắng nên làm. Nói chung là khi mà nghe con làm như vậy thì mình có thể nhái lại những cái âm thanh đó. Rồi, việc tiếp theo mình làm, hai cái việc cuối cùng mà mình nên làm là cố gắng để phát triển cái cảm xúc của con. Đó là cái việc mà chúng ta âu yếm, rồi chúng ta hôn con, rồi chúng ta khen con. Nói về nụ hôn thì nó hơi tế nhị, nhưng rõ ràng là người ta nói là nụ hôn đối với trẻ nhỏ thì không có tốt. Đúng là không tốt thật, có nghĩa là không phải ai cũng có thể hôn trẻ được. Nhưng mà riêng đối với mẹ hoặc là bố đó, là những cái người mà gọi là những người mà rất là chăm sóc và những người yêu thương và những người thân trong gia đình của con đó, thì rõ ràng là thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể trao cho con những nụ hôn để có thể truyền những tín hiệu yêu thương, những tín hiệu về mặt cảm xúc cho con mình. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta, các bố mẹ cần phải làm đó là chúng ta nên bắt đầu dạy cho con những bài học về cảm xúc. Thì để nói rõ hơn thì bác nghĩ là bác sẽ dành một vlog riêng để nói về cách làm sao để mà rèn luyện về cảm xúc của con trong lứa tuổi này. Nhưng mà ý ở đây mình muốn nói là mình không cần phải đợi đến khi con lớn lên thì mình mới bắt đầu dạy cho con những bài học về cảm xúc nha. Vì cách tự trấn an, cách tự để làm sao mà có thể điều hòa cảm xúc của mình là một cái điều cực kỳ quan trọng, và mình đã phải bắt đầu thực hiện khi mà con mình còn nhỏ rồi. Bác mong rằng là với tập ngày hôm nay thì các bố mẹ cũng đã biết cách đánh giá ha, những cái cột mốc phát triển của con. Thì đơn giản lắm, bây giờ như vậy nè, mình cứ tua đi tua lại cái vlog này, xong rồi ở cái mỗi mục á, khi mà bác Tưởng nói ra là mình tích vô coi con mình có hay không. Vừa là một cái cách để coi như là mình đánh giá con mình nè, mà cũng là một cách để có thể tăng view cho bác Tưởng nữa nha. Các bạn hãy đừng quên nha, và hãy làm ngay luôn bây giờ nha các mẹ nha. Đầu tiên là chúng ta phải biết là con mình có đang bình thường hay không, đúng không ạ? Rồi làm sao để chúng ta có thể cải thiện được những cái điều đó, dù cho ai nói gì thì nói ha. Những cái hiệu quả đó có thể mình không thể thấy ngay lập tức được, nhưng mà nó sẽ theo thời gian. Rõ ràng là gì, để đào tạo ra một cái con người á, từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên nó cực kỳ là công phu.
và chỉ có người bố, người mẹ là những người mà mới có thể hiểu và có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ vì với con mình. Người ta có thể nói mình là bị khùng, bị điên hoặc là làm màu, đồng bóng, bởi vì tự nhiên con có hiểu gì đâu, con có biết gì đâu mà phải làm những cái điều như vậy. Nhưng mà bác nghĩ rằng là mặc kệ người ta có nói gì hay không, con là con của mình, mọi thứ quyết định là bản thân mình quyết định. Và những điều mình làm á, là mình phải nhận lấy quả ngọt, và cái quả ngọt này có thể không ngay lập tức, nhưng mà trong thời gian, trong tương lai, mình tin chắc rằng là con của mình nó phát triển, nó sẽ phát triển một cách toàn diện hơn, không chỉ là những đứa trẻ khỏe mạnh mà còn là những đứa trẻ biết yêu thương, những đứa trẻ có nhiều cảm xúc, và những đứa trẻ nó có nghĩa thành công hơn trong cái công việc cũng như là trong việc điều hòa cái cảm xúc của nó. Bác tin chắc rằng là tất cả các bố mẹ sẽ cảm thấy hài lòng và vui hơn khi mà thấy cái sự trưởng thành của con mình trong tương lai. Và nếu muốn như vậy thì ngay từ hôm nay là chúng ta phải bắt đầu thực hiện những điều như vậy nha các mẹ nha. Rồi, bác mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì các mẹ đã có thêm một bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, để mình cũng bớt hoang mang hơn, biết cách làm sao để giúp cho con mình nó phát triển toàn diện. Còn bây giờ thì cũng đừng quên là like, là share và subscribe kênh Dr. For Kids cũng như là của bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng, để luôn luôn chúng ta là những người bạn đồng hành với nhau trong quá trình nuôi con phát triển. Còn bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.